Xin chào mọi người, em giới thiệu với mọi người ở đây em có là một lô cán vợt nha. Cái này tất cả là 11 cây cán vợt. Đó, thì lô này thì toàn toàn bộ cán vợt này là chất liệu fix hết. Giá là sẽ từ 100 tới 150 ngàn một cây nha, một cái cán vợt như thế này. Thì mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt hàng nha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí ship là từ 40 tới 50 ngàn một đơn hàng, tùy theo khu vực mọi người ở nha. Đây, đầu tiên cây số 1 như thế này, số 1 là một cây cán vợt. Đây, lô này toàn bộ là cán vợt hết. Thì cây này nó dài là 1m65. Thì có hai lóng như thế này. Đây là cán vợt nha. Cây này thì nó rút hai lóng tất cả thôi, dài 1m65 và cái lỗ ren của nó đây. Lỗ ren này là 6.5 ly nha. Đấy, hai khúc như thế này. Đây là cây số 1 nha. Lỗ ren là 6.5 ly. Thì cây này giá 100 nghìn. Cây này thì cái lóng gốc của nó đây. Đường kính lóng gốc là phi 19.5. Rồi số 2. Số 2 là một cây cán vợt này dài 2m70. Cán của nó như thế này. Lóng gốc của nó là phi 22.2. Cái này dài 2m7. Cán vợt. Cái này thì nó rút tất cả là 3 lóng. Này lóng thứ hai của nó này. Và lóng 3 đây. Lỗ ren của nó đây. Lỗ ren này cũng là 6.5 ly. Đấy, 3 lóng như vậy. Thế như này. Thì cây này là số 2, giá là 150.000. Số 3. Số 3 là một cây cán vợt luôn. Cây này là của Olympic nha. Đây, hiệu Olympic. Chuôi của nó như thế này. Made in Korea. Lóng gốc của này cây này là phi 28.4, dài 2m70, hiệu Olympic. Cây này cũng là rút 3 lóng luôn, lóng 2 của nó này. Đây, cây này còn rất là đẹp nha. Lỗ ren. Thì cây này em đo được lỗ ren của nó là 6.5 ly luôn nha mọi người. 3 lóng như vậy. Thì giá cũng là 150.000. 150.000 mã số 3. Số 4. Số 4 là cây cán vợt này dài là 3m30. 3m30 như thế này. Thì cây này phần gốc đây. Gốc cán là cuốn nhựa như thế này. Cây này gốc lớn. Phi 31.3 nha. 31.3. Gốc của nó này. Dài 3m3, 4 lóng. Chất liệu phết đỏ nha. Có lóng trong của nó này. Cái này thì nó có trầy như này ở lóng nha. Lóng 2. Lóng 3 của nó đây. Lóng đầu tiên. Nó có trầy sướng như này nha mọi người. Nó trầy, lúc lên lúc xuống nó trầy. Lỗ ren. Thì cây này em đo lỗ ren là 6.5 ly luôn nha. Mã số 4, giá 150.000. 3m3, cán vợt. Số 5. Số 5 cây này cũng là một cây cán vợt luôn. Chất liệu của cây này là nhôm nguyên khối như thế này luôn. Cán này, cây này đẹp mọi người. Cán của nó này. Cây này là đắt nhất trong cái lô này. Cán vợt nhôm nguyên khối như này, nó khớp gà như này nha. Rút lên. Rút hai lóng như thế này thôi. Cái này toàn bộ là nhôm. Ren của nó đây, lỗ ren của nó. Lỗ ren của nó là còn cây này là dài đây, 1m8. 1m8 rút hai lóng.
Đây phần cán của nó này. Cây này em đo được lỗ ran là 6.5 luôn. Ran của nó 6.5 luôn nha. Cây này giá 250. Mã số 5, 250. Số 6. Số 6 là một cây cán vợt dài 3m30. Cây này phần cán của nó như thế này. Cây này gốc cũng lớn, gần này nó cũng nhựa này. Gốc của nó là phi 31.4. Hiệu của cái này là Simafix Sinrod này. Cây này rút tất cả là 4 lóng nha. Cây này cũng còn rất là đẹp. Lóng 3 này. Lóng đầu tiên. Lỗ ran của nó này. Thì cây này em đo lỗ ran là 6.5 luôn, 6.5 ly luôn nha. Lỗ ran là 6.5 ly, rút tất cả là 4 lóng. Dài 3m3. Cây này cũng là 150. Mã số 6 nha, 150.000. Mã số 7. Số 7 là cây màu đen như thế này. Cây này nó phần cán nó nhỏ này, nhỏ gọn hơn. Cây này gốc là phi 24.3. Phi 24.3 nha. Cây này đẹp. Của Olympic nha. Cây này của Olympic. Cây này có tem nhãn đàng hoàng. Đây, Korea. 2m4. Cán vợt nha, 2m4. Cây này nó rút tất cả là 2 lóng như thế này thôi. Rút 2 lóng như vậy thôi nha. Đây là lỗ ren. Thì cái lỗ ren dài này có ly là 7 ly 3 nha. 7 ly 3. Em đo cái lỗ ren này là 7 ly 3. Giá cũng là 150. Mã số 8. 150.000. Số 9. Em nhầm nhé. Cây này là mã số 7 này. Cây này mã số 7. Cây này mã số 7 nha. Rồi tới cây mã số 8 này. Cây này là mã số 8. Cây số 8 này đây là một cái cây cán vợt phíp đỏ. Cây này nó dài là 4m20. Cây này lóng của nó lớn, lóng góc lớn lắm. Phi 36.5. Phi 36 đây. Lóng của nó đây mọi người, phi 35.8 nè. Phi 35.8. Gần 36 nha mọi người, lóng góc của nó lớn. Và chất của nó là chất phíp đỏ. Và nó rút là 5 lóng nha, rút tất cả là 5 lóng như thế này. Thì các lóng trong của nó đây. Đó, lóng trong của nó đây. Cái lỗ ran của cây này, lỗ ran của nó này, lỗ ran của nó lớn này. Thì cây này em đo lỗ ran là 10.5. Lỗ ran của nó là 10.5 ly nha. Rút tất cả là 5 lóng. Cây này dài là 4m20 nha. Mã số 8 giá 150.000 luôn. Cây này gốc lớn nha mọi người. Mã số 9, số 9 cũng tương tự nha. Số 9 là cũng là cây chất liệu phíp đỏ tương tự như cây số 8 thôi, nhưng mà nó khác độ dài. Cây này dài 3m9. Đây, cái góc nó như thế này. Góc cây này là phi 28.4. Đây, chất phíp như thế này. Phíp đỏ nha, cán vượt. Cái này rút tất cả là 3 lóng thôi, rút 3 lóng. Cây này nó bị dán keo, thêm bỏ cái này ra đi.
Tiếp theo cây số 10, số 10 đây. Số 10 cây này là 5m20 nha mọi người, 5m20 này, rất là lớn luôn, bự chà bá luôn. Đây gốc này, gốc của nó to chà bá luôn. 39.7 gần 40 ly nha. Gần 40, phi gần 40 đó. Dài là 5m2. Đây, màu đen như thế này, chất phíp. Lỗ ren của cây này là 10.5. Đây, lỗ ren rất là lớn luôn. Lỗ ren là 10.5. Ren bự nha. Đây, bóng này. Thứ hai, lắm thứ ba, lắm thứ tư này, lắm thứ năm. Giờ 5m20 nha, góc lớn, góc của nó là phi 40. Thì cây này là mã số 10, giá là 150 luôn. Và 5m2, 11. 11 là một cây cán vợt dài 3m20. Thì cây này như thế này, góc này. Phi 25. Phi 25 nha, phần góc của nó là phi 25. Đây. 3m6 này, mà cái này là phải thêm cái phần vợt nữa nha mọi người. Thì cái này em đo chiều dài của nó ghép thẳng hết ra là 3m6 này, cộng thêm cái cán vợt nữa, cộng thêm cái vợt, lắp thêm cái vợt mấy mươi cm vô nữa nha mọi người. Đây, rút 4 lóng, cây này China xuất Nhật nha. Đây, cán vợt rút 4 lóng. Lỗ ren của cây này đây. Thì cây này lỗ ren em đo nó là 10.5. 10.5 ly nha. Đây, các lóng của nó đây, một lóng này, hai lóng này, lóng thứ ba, mà lóng gốc này, cái này còn rất là đẹp nha mọi người, cốt này, cá nhám như thế này, cây này cũng 150 luôn, mã số 11 nha, dài là 3m20, giá của nó là 150 luôn. Rồi, em vừa giới thiệu với mọi người tất cả là 11 cây nha, em bỏ ra một cây rồi, là còn 10 cây như hình thôi. Giá đắt nhất là có một cây đắt nhất là 250 thôi, còn lại là từ 100 tới 150 ngàn nha. Mọi người xem có nhu cầu đặt hàng thì gọi cho em qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt hàng nha mọi người. Em cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.